Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 3 tháng 4, tài xế Lương Duy Tân, 42 tuổi, lái ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi, vào đường dẫn phía trên hầm chui Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê và tông vào đuôi xe khách 16 chỗ. Chiếc Mitsubishi bóp còi, bật xi nhan rẽ phải và lao đi với tốc độ nhanh, khi đến gần nút giao với Lê Độ thì đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh, số 60A Điện Biên Phủ. Theo camera của tiệm bánh mì, thời điểm trên bên ngoài quán đang có hai khách mua hàng. Bên trong có hai phụ nữ đứng quầy, một phụ nữ khác đang làm rau sống, một người ngồi chân cầu thang và hai trẻ em vui chơi. Mọi người đều không kịp trở tay, dù một người nhìn thấy xe lao đến và bỏ chạy. Ô tô bung túi khí, tài xế Tân mắc kẹt phía trong. Người xung quanh đã lật đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 6 bệnh nhân gồm tài xế ô tô gây tai nạn, hai y trẻ em bị chảy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ông Trung nói. Tại hiện trường, chiếc Mitsubishi biến dạng phần đầu, nổ lốp trước bên trái. Nhiều đồ đạc trong tiệm bánh mì bị vỡ nát. Hai xe để bánh mì bị hất văng ra lòng đường. Một xe máy dựng trên vỉa hè bị hư hỏng. Công an quận Thanh Khê đã phong tỏa khoảng 300 mét đường Điện Biên Phủ, từ đoạn bắt đầu đường dẫn đến ngã tư Lê Độ để khám nghiệm hiện trường. Hàng chục cảnh sát được huy động điều tiết giao thông, vì nhiều người qua tuyến đường huyết mạch của trung tâm thành phố đứng lại theo dõi sự việc. Thượng tá Trần Văn Tám, trưởng công an quận Thanh Khê, cho biết tài xế Lương Duy Tân có sử dụng bia rượu. Đến 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng niêm phong ô tô và điều xe cứu hộ kéo về trụ sở công an phục vụ điều tra. Hiện trường được giải tỏa.